Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Tô Đại Tướng Chuột dám vờn mèo Vào ngày 4 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC Bản án dành cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là 30 năm tổ Tuyên án vắng mặt Điều đáng nói là sau đó bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã liên lạc với luật sư bảo chữa cho bà Mối quan hệ giữa luật sư bảo chữa với bị can đang trốn truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm một đầu mối quan trọng để bóng Tô Lâm lần ra nơi ẩn nấp của bà Nhàn. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã hơn 4 tháng, nhưng ông Tô Lâm vẫn không làm gì được bà Nhàn. Điều đó chứng tỏ bà Nhàn phải rất tự tin về nơi ẩn nấp của mình, thì bà mới dám công khai kháng án như vậy. Từ đầu năm 2023, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã vờn ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hết lần này đến lần khác. Trước đây, Thời báo chống đề đã phân tích rằng cách hành động của bà nguyễn thanh nhàn là rất nguy hiểm cho bản thân bà với cách làm như vậy hoặc là bà nhàn là cao thủ và không hề ngần ngại chơi trò trốn tìm với ông tô lâm hoặc bà nhàn dại dột để lộ đường dây liên lạc của mình với luật sư bảo chữa cho đến nay sự thật đang dần dần sáng tỏ hơn đấy là bà nguyễn thanh nhàn đang đùa bỡn với ông tô lâm với hoàn cảnh hiện nay ông tô lâm đang là mèo còn bà nguyễn thanh nhàn là chuột có điều không phải mèo vần chuột theo lẽ thông thường mà chuột vần mèo đã xác định trốn đi biệt xứ không thể trở về Việt Nam thì làm gì bà Nhàn phải tốn công kháng cáo đến như vậy. Bà chỉ muốn vuốt dô hùm rồi xem con hùng nó lồng lộn lên như thế nào mà thôi. Vào ngày 22 tháng 5 tới đây, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm vụ án của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế. Được biết, luật sư của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng lại sẽ nộp đơn kháng cáo lên tòa án ở đây. Hơn 5 tháng sau, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn tiếp tục vẩn ông Tô Lâm. Hiện nay, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị điều tra trong 3 vụ án. Ngoài vụ án xảy ra bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã bị xét xử, còn có vụ án xảy ra tại công ty IC và bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Trong vụ án này, ông Nguyễn Anh Dũng, giám đốc công ty cổ phần bất động sản Phước Hưng, là anh trai của bà Nhàn cũng đã bị khởi tố. Mới đây vào ngày 20 tháng 4, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tiếp tục bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Nhàn được nhiều người đánh giá là người phụ nữ rất bản lĩnh. Là phụ nữ nhưng bà lại dám đứng ra làm môi giới giữa ngành tình báo Israel nổi tiếng và Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng trước khi có lệnh bắt và khám xét một tháng thì bà Nguyễn Thanh Nhàn đã có chuyến đi Trung Đông cùng với ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Trí Dũng. Điều đang nói là chỉ trong một thời gian rất ngắn ngủi, bà Nhàn đã cho 6 thuộc hạ trốn ra nước ngoài thành công mỹ mãn. Làm việc với cơ quan tình báo thì là người phải hiểu về ngành này. Thường những người này luôn tạo cho mình một đường thoát bí mật khi có biến. Lúc bà Nguyễn Thanh Nhàn chưa gặp vấn đề gì với phe ông Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm thì bà làm việc rất bình thường. Khi người thấy mùi có biến thì họ thoát cửa sau một cách bí mật mà họ đã dựng sẵn để đề phòng có chuyện không hay đến với họ và những cộng tác viên đặc lực. Dù rất nổi tiếng về nghiệp vụ bắt cóc khắp nơi trên thế giới nhưng ông Tô Lâm vẫn bất lực trước bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Xây dựng đường thoát và xây dựng nơi ẩn náu an toàn là việc làm rất quan trọng với những người làm trong ngành tình báo. Có người cho rằng sở dĩ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn dám liên hệ với luật sư không sợ Tô Lâm lần dẫn nơi ẩn náu thì điều đó có nghĩa là bà rất tự tin vì nơi bà đang sống mới đây có tờ báo nước ngoài cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang lẩn trốn tại Trung Quốc. Không biết đây là sự thật hay chỉ là hỏa mồ mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn muốn cho truyền thông biết tin và tung ra. Có vẻ như bà Nhàn không hề sợ ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Tô Lâm chuột dám vườn mèo. Bộ Công Thương thành chợ trời trên dưới tranh ăn bất chấp hậu quả. Ở bản tin chính đây chúng tôi đã đưa tin về sự mâu thuẫn giữa Bộ Công Thương và nhà máy lọc dầu tại Nghi Sơn. Sự mâu thuẫn này nếu không giải quyết có thể nói sẽ dẫn đến nguy cơ mất an ninh năng lượng cho nền kinh tế của Việt Nam. Người dân và doanh nghiệp không có xăng mà dùng từ cấp bộ đến các cấp, cấp huyện trực tiếp cứ tranh nhau như miếng ăn và gây ra mâu thuẫn. Nếu tình hình này kéo dài, không sớm thì muộn, nền kinh tế Việt Nam sẽ gánh thiệt hại nặng nề, mà cụ thể là người dân Việt Nam sẽ thêm gánh nặng. Đơn vị chủ quản trực tiếp của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và nhà máy lọc dầu Dung Quất là tập đoàn dầu khí Việt Nam, tức là Petro Việt Nam. Tình hình hai nhà máy lọc dầu Việt Nam có hoàn cảnh tương tự như nhau. Tuy nhiên, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn gặp vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhà máy lọc dầu tại Nghi Sơn đang dọa Bộ Công Thương Việt Nam. Nếu nói Petro Việt Nam là ông trùm ngành lọc dầu, thì Petroimex là ông trùm về xăng dầu nhập khẩu. Hai ông lớn này đều trực thuộc của Bộ Công Thương và cả hai doanh nghiệp này đang gặp vấn đề. Họ đang dùng sinh mạng của nền kinh tế Việt Nam làm điều kiện để mà mặc cả. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đang mặc cả với Bộ Công Thương còn Petrolimax thì đang mặc cả về hệ thống bán lẻ xăng dầu trên toàn Việt Nam. Mới đây báo chí nhà nước cho biết với doanh thu gần 3 tỷ đô la, tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimax báo lãi gấp rưỡi cùng kỳ, nắm giữ hơn 16.000 tỷ đồng và tiền gửi. Petrolimax đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023 với doanh thu thuần là 67.442 tỷ đồng, tương đương 2,9 tỷ đô la, tăng 400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. PetroLimex lãi khủng, trong khi đó hồi tháng 2 vừa qua, một số tỉnh miền Tây Nam Bộ xảy ra hiện tượng khan hiếm xăng dầu nghiêm trọng. PetroLimex lãi khủng trong lúc người dân thì thiếu hụt xăng dầu để dùng. Điều đó cho thấy PetroLimex đã có chính sách trục lợi với cấp phân phối thấp hơn và đó là lý do dẫn đến tình trạng thiếu hụt xăng dầu ở một số tỉnh trước và sau Tết Nguyên đán vừa qua. Nhà cung cấp xăng dầu thì ép nhà bán lẻ để mà có lợi nhuận cho cao. Khi chính phủ thả nổi không đưa vào tầm kiểm soát thì tất nhiên xảy ra hiện tượng cá lớn nuốt cá bé với tư cách là cá mập trong ngành xăng dầu petrolimax đã nuốt những nhà bán lẻ xăng dầu như thế nào hồi cuối tháng riêng vừa qua giải thích tình hình các cây xăng đóng cửa không bán các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết họ bị áp dụng chính sách chiết khấu xăng dầu không đồng kinh doanh không có lời nên họ buộc phải đóng cửa phận của nhà bán lẻ xăng dầu như là trên đe dưới búa vậy chính sách chiết khấu không đồng đã làm lợi cho các tập đoàn nhập khẩu xăng dầu, nhưng làm cho các nhà bán lẻ, tức là các trạm xăng dầu, không có lời. Hay nói đơn giản hơn là cách làm này chính là sự tước đoạt từ các cá thể để vỗ béo cho cá mập như Petrolimax. Petrolimax có lời nhiều, người dân cực khổ, chờ trực để đổ xăng, gây hiện tượng lãng phí tài sản tiền bạc và thời gian của nhân dân. Những doanh nghiệp nhà nước lâu nay ỉ lại Họ là con cưng, họ tự áp dụng những luật chơi với lĩnh vực mà họ đang kinh doanh. Kết quả thì chỉ có những con cá lòng tông là thiệt hại, chỉ có những đứa con cưng của chính quyền mới có lợi. Nhìn lại bức tranh của Bộ Công Thương Việt Nam thì có thể nói nó bắt nháo hơn bao giờ hết. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thì cãi vã với Bộ Công Thương cũng vì chuyện tiền nhiều, tiền ít. Còn Petrimax thì thoải mái siết cổ tầng dưới để mà có được bản báo cáo tài chính cho đẹp nhờ ép được nhà bán lẻ nên Petrolimax đã lãi khủng. Với tình hình bộ công thương như thế này thì không biết ông bộ trưởng sẽ giải quyết như thế nào. Với tình hình lộn xộn như này, một nhà quản trị tốt chưa biết có xử lý được hay không. Chứ nói gì đến một ông bộ trưởng có khả năng hạn chế nhiều Nguyễn Hồng Diền. Chọn hồng hơn là chọn chuyên là thế. Vị trí cần người có kiến thức và có năng lực. Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại nâng đỡ một con người có lý lịch đỏ. Nhưng năng lực thì rất hạn chế đặt vào trong đó hậu quả là toàn dân phải gánh chịu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Bộ Công Thương thành trợ chơi trên dưới tranh ăn bất chấp hậu quả. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d